Chương trình Ngày mới tiếp nối với dòng thông tin được đăng tải trên các báo. Trước hết là thông tin trên lĩnh vực ngoại giao trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhân dịp tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC lần thứ 29. Tại cuộc gặp, hai bên đã bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ và khẳng định quan hệ hai nước có nền tảng vững chắc, hợp tác toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế thương mại. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng thực chất, ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở các nguyên tắc căn bản. Thông qua Phó Tổng thống Kamala Harris, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Mỹ ông Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng khẳng định Mỹ coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam, mang lại lợi ích cho hai nước, cũng như đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Liên quan lĩnh vực xuất khẩu, báo Tuổi Trẻ có tin, Bộ Công Thương vừa có văn bản cho biết sản phẩm mì ăn liền tôm chua thương hiệu Gấu Đỏ bị phía Đài Loan Trung Quốc phát hiện hàm lượng ethylene oxide (EO) không phù hợp với tiêu chuẩn. Trong văn bản gửi Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu, Bộ Công Thương cho biết ngày 15 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan qua kiểm tra lô hàng 500 thùng mì ăn liền tôm chua thương hiệu Gấu Đỏ của nhà sản xuất xuất khẩu Asia Food Corporation do doanh nghiệp Kian You Food Enterprise Co. Limited nhập khẩu, phát hiện hàm lượng EO không phù hợp tiêu chuẩn. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, để giữ uy tín của sản phẩm thực phẩm Việt Nam trên thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương đề nghị Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu khẩn trương báo cáo về các loại sản phẩm thực phẩm do công ty sản xuất kinh doanh tại Việt Nam và xuất khẩu sang thị trường Đài Loan Trung Quốc trong năm 2022 và quy trình công nghệ sản xuất mì ăn liền của công ty. Công ty cũng cần báo cáo đánh giá nguy cơ về khả năng xuất hiện ethylene oxide trong các sản phẩm mì ăn liền do công ty sản xuất kinh doanh, kèm theo biện pháp kiểm soát tương ứng. Thưa quý vị, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Petrolimex dự kiến trình kế hoạch thay đổi các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế cả năm nay. Theo thông tin đăng tải trên báo Việt Nam Net, Petrolimex điều chỉnh mục tiêu lãi trong năm 2022, giảm gần 2.800 tỷ đồng so với kế hoạch cũ, trong khi đó doanh thu tăng thêm 54.000 tỷ đồng. Báo Việt Nam Net đưa tin Petrolimex phải điều chỉnh kế hoạch vì những yếu tố bất khả kháng nằm ngoài khả năng dự báo khi xây dựng kế hoạch. Trong cả năm 2022, dưới tác động của rất nhiều yếu tố liên quan đến biến động bất thường của giá dầu và nguồn cung năng lượng thế giới, cơ chế vận hành liên quan đến cấu thành giá cơ sở và sự cố từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, mà hoạt động kinh doanh xăng dầu của tập đoàn bị ảnh hưởng trực tiếp và trọng yếu. Về lĩnh vực giáo dục, báo vnexpress.net cho biết, Đại học Y Hà Nội, Y Dược Huế, Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác với trường Y Đại học Harvard Mỹ về xây dựng chương trình giảng dạy cho sinh viên, cung cấp các phương pháp sư phạm chất lượng cao, nghiên cứu về đào tạo y khoa, hệ thống y tế, các bệnh truyền nhiễm và mối đe dọa sức khỏe, phát triển nhân lực y tế. Theo báo vnexpress.net, trường Y Harvard cũng tạo điều kiện trao đổi sinh viên, giảng viên và thực tập sinh Việt Nam tới Mỹ và các bệnh viện liên kết của trường. Trường Y thuộc Đại học Harvard được thành lập năm 1782. Năm 2022, tạp chí US News and World Report xếp đây là trường Y tốt nhất thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu.